abdominal rowing. Thì bây giờ đến phrasing. Phrasing core. Phrasing core thì các bạn tưởng tượng phần core của mình. Đây là góc nhìn cắt đôi, gọi ta sao ta? Nhìn từ trên xuống. Nhìn từ trên xuống thì khi mình phrasing á là việc mình đẩy áp lực vào trong khoang bụng tối ưu để nó thực hiện cái câu này nè, intra abdominal pressure, tức là nén áp lực vào khoang bụng của mình tối đa. Thì khi mình nén áp lực như vậy, cái hình này đang mô tả phía sau này là cột sống nè, spine, cột sống, mặt này là phía trước, anterior, phía sau, posterior. Thì mình không chỉ dồn lực ở phía trước, phía sau mà mình còn dồn lực cả hai bên. Mà cái khó là làm sao thấy được cái phía sau á. Nên khi ví dụ người tập luyện hoặc người khách hàng hoặc ai đó mình đang hướng dẫn hoặc là bản thân mình, khi mình raising core, mình không chỉ đặt tay lên bụng mà mình phải đặt tay lên cả hai bên eo coi nó có gồng được hay chưa. Và mình còn đặt tay ra phía sau coi lúc mà họ raising á, cái cơ lưng có gồng được hay không. Hầu như mình nhìn bằng mắt thì sẽ không thấy chuyển động, nhưng mà khi mình đè tay vào cái phần core mình sẽ thấy nó gồng cứng lên. Thì ở đây sao ta để nói gì quên mất. Spine. Cái việc gồng core này để mình nén chặt cái phần cột sống này ra phía sau để giữ ổn định, không bị di chuyển. Và khi mình raising core như vậy á, sẽ có trường hợp những người bị sai tư thế, ví dụ bõng lưng chẳng hạn, đây hình này như bõng lưng, thì sẽ khó và nó không tối ưu được cái việc phrasing. Nên một lần nữa nhắc lại là mình phải chỉnh sửa tư thế để tối ưu được việc sử dụng cơ bắp một cách tốt nhất. Ví dụ như hình đầu tiên này là trạng thái tư thế bình thường, thì các bạn thấy cái khoang bụng hầu như thẳng như là một cái lon, thì khi mình nén lực vô thì nó sẽ chắc. Còn ở đây khi mà bị võng lưng thì người mình sẽ bị hở ra khúc này. Hoặc tương tự như việc mình bị gù lưng chẳng hạn, đây là gù lưng chẳng hạn, thì cũng sẽ không thể tối ưu được cái việc mình gồng cơ bụng. Và việc gồng cơ bụng này khi mình thực hiện đó với bài squat hoặc deadlift gì đó, nó sẽ không tối ưu được thì dẫn đến vẫn còn bị đau lưng. Thì tất nhiên là mình sẽ không cải thiện trong một ngàn bữa, mà nó phải cần thời gian. Ví dụ mình cải thiện kỹ thuật xong mình tiếp tục cứ kiểm soát kho liên tục như vậy và tập đi tập lại với mức tạ vừa phải, thì cũng phải mất khoảng 4 đến 8 tuần để cải thiện cái vấn đề này. Nên không có gấp, cứ từ từ. Ok. Rồi. Thì cái việc phrasing core nó ngược lại với cái rowing nãy, là mình không hấp bụng mà mình hít sâu và mình nén hơi. Thật ra để phrasing core được dễ cảm nhận á, mình không phải là mình hít vào mà mình thở mạnh ra. Các bạn thử đặt tay lên bụng và thở mạnh một cái ra bằng cả mũi và miệng, thì các bạn có thể thấy được là cơ bụng bắt đầu gồng cứng lên. Thử nào. Thở mạnh ra bằng miệng, thở mạnh ra một cái là tự động thấy cơ bụng gồng lại. Thì đó là phrasing core. Nhưng mà để cho nó tối ưu được cái việc intra abdominal pressure này á, thì mình phải đưa thêm không khí vào cho nó phồng lên và mình phrasing core ngay lúc đó. Tương tự như việc một cái đơn giản để hướng dẫn một người nào đó tập phrasing core là kêu họ gồng bụng để tưởng tượng như mình đấm vào bụng hoặc chuẩn bị cho ai đó đấm vào bụng, thì họ sẽ cảm thấy được cái cơ bụng gồng lên. Rồi. Việc tập luyện ở đây mấy bạn tập có hay đeo đai không? Du có tập có hay đeo đai không Du? Dạ hồi trước có nhưng mà giờ hết rồi, giờ bớt. À. Ok. Có rất là nhiều loại đai. Cái chức năng của cái đai này làm gì?
là để tăng cái việc kiểm soát cái intra abdominal đó dễ hơn. Tại vì có một cái vòng quấn ngang bụng và khi mình hít vào mình cảm thấy lực lực căng tốt hơn, giúp cho mình kiểm soát cái core tốt hơn. Nhưng mà trong NSM nó có một cái phần lưu ý là chỉ sử dụng đai đối với những mức tạ gọi là khoảng 80% trở lên mức tạ nặng đó, thì hãy dùng đai. Tại vì khi dùng đai kể cả mức nhẹ mà kiểu mình lạm dụng cách dùng đai nhiều quá sẽ dẫn đến chuyện là kiểu mấy bạn khi đeo đai vô mình sẽ thường có cảm giác là mình tập được nặng hơn so với bình thường, đúng không? Mấy bạn có trải nghiệm cái đó không? Đeo đai vô tự nhiên thấy mình tập được nặng hơn. Du có thấy vậy không Du? Em nghĩ hồi trước mới thì có, nhưng mà sau này mình hiểu rồi thì nó là do cảm giác của mình. Đeo đai vô cái cảm thấy chắc chắn hơn, tự tin hơn, tập được nặng hơn. Nhưng mà cái đó là nó đang tạo cái gọi là fake, tức là mình đang cố hết sức để mình làm được một cái chuyển động đó, nhưng mà nó không phải là dùng bản thân cái phần core để mà giữ ổn định, mà nó đang mượn lực thêm từ cái phần đai bên ngoài để nó giữ ổn định cho phần core. Thì cái cuốn sách này nó nói á, là cái đai tốt nhất á, của mình á, chính là cái core của mình. Thì chúng ta nên tập sử dụng cái core thay vì sử dụng đai quá nhiều. Thì mình vẫn dùng đai, nhưng mà đối với trường hợp là nên dùng ở những trường hợp tạ nặng. Còn lại mình nên tập cách sử dụng bằng hệ thần kinh điều khiển cơ bắp của mình. Tại vì nếu mình lạm dụng đai quá mức, ví dụ đứng tập tay hoặc là đẩy vai gì mà cũng đeo đai, thì cái cơ của mình nó sẽ làm biến, không làm nữa. Tại vì có cái trợ lực bên ngoài rồi. Lúc này mình sẽ khó kiểm soát cái core hơn. Cái gì mình xài thì nó còn gì mình không xài, từ từ nó mất. Cơ thể mình nó vậy đó. Rồi. Tiếp theo. Core training program. Thì mình soạn cái phần PowerPoint đến đây để nói về cái cơ bản chức năng của core rồi cấu trúc. Thì đi đến cái phần program á, thì mình lại quay lại cuốn sách. Về cái phần program, mấy bạn thấy cái sách không? Du thấy không Du? Dạ thấy em. Ok. Thì cái cuốn sách này, cái phần program của tập luyện core cũng tương tự như flexibility và cardio. Nó có 3 phase. Phase đầu tiên là stabilization. Phase thứ hai là strength và phase thứ ba là power. Thì đây mình đi lướt qua mấy cái bài tập của từng phase để mấy bạn tham khảo ha. Mấy bạn cũng có sách, có gì về mở sách ra xem lại. Phần core. Thì ở cái phase stabilization á, mục đích chính là tập khả năng kiểm soát của hệ thần kinh và giữ ổn định của vùng trọng tâm cơ thể, nên sẽ không có nhiều chuyển động ở trong những bài tập này, mà hầu hết là giữ yên. Thì chúng ta dùng những bài nào? Dùng những bài như bài plank core level. Thì mình vẫn follow theo những cái level này ha. Thì ở đây, ví dụ đầu tiên là bài marching. Bài marching này đang thực hiện kiểm soát phần core. Ở đây mình cố định vùng core. Sau đó mình nhấc một chân lên, nhấc từng chân lên. Người ta hướng dẫn từng bước một. Ví dụ nằm ngửa, xong ấn chặt cái lưng xuống sàn và từ từ nhấc đầu gối lên. Trong khi đó liên tục kiểm soát phần core theo kiểu rowing. Rowing là hóp bụng á. Và giữ. Cái việc giữ này sẽ giúp cho chúng ta liên kết thần kinh được tốt hơn. Liên kết thần kinh tốt hơn ha. Rồi, ví dụ thứ hai như bài floor flick. Ở trong những bài này các bạn thấy nó có chuyển động, nhưng thật sự cái mà mình đang tập là phần core thì nó lại không chuyển động nhiều.
hoặc là không chuyển động. Lưu ý ha, lưu ý là có chuyển động nhưng thật sự là co không chuyển động. Toàn bộ phần bụng và phần lưng dưới, phần mông được giữ thẳng, không chuyển động quá nhiều. Rồi như bài Khofra, Floor Front Khofra. Đây tập cho phần low back, phần lưng dưới. Hoặc là bài Plank. Mấy bạn mà học đi thi NSM á, phải thuộc luôn cả cái tên này. Tại vì nó dùng nhiều tên lắm, chứ nó không dùng cái tên Plank. Tại tên Plank nó dễ quá, nó sẽ dùng những cái tên như vậy. Thì mình đọc vào mình phải hiểu nó là đang ám chỉ bài tập nào. Và nó có, hoặc là nó sẽ dùng những cái từ mô tả này, và nó hỏi đây là mô tả của động tác nào. Nó sẽ hỏi như vậy. Thì chúng ta phải lưu ý, nên đọc lướt qua. Cái này thì ai tập rồi sẽ biết, đọc qua cái hiểu liền thôi. Nhưng mà mình đọc để mình phân biệt được nó khác nhau như thế nào để biết. Rồi về phần core strength thì bắt đầu có những chuyển động giữa phần lưng và phần hông. Cụ thể như bài crunch, crunch trên trái banh hoặc là crunch ở dưới mặt đất. Trên trái banh thì sẽ khó hơn tại vì nó ít ổn định hơn. Đây như bài back extension cũng vậy, thì nó thuộc về phần strength. Thì cho mỗi cái phase như vậy á, chúng ta thực hiện trong vòng 4 đến 8 tuần tùy theo đối tượng khách hàng. Để cho họ, đây là đang nói đến người mà chưa đi tập, để họ bắt đầu điều khiển được hệ thần kinh của họ trong các chuyển động, để biết khi nào kiểm soát được core hay không. Và sau 4 tuần hoặc 8 tuần đó họ phải làm chủ được cái việc kiểm soát core của họ. Thì lúc này mình mới đưa vào những bài khó hơn. Hoặc đây, reverse crunch. Rồi, hoặc là tới phần power. Power là những bài chuyển động toàn thân. Như các bạn thấy là như bài chest press này á, nó lấy lực từ dưới mặt đất, xong rồi chuyển hông, xoay hông, rồi mới đưa lên tới phần tay. Thì thật ra lực đã truyền từ dưới, thân dưới lên core và đi lên thân trên, thì là toàn bộ cơ thể. Đây là một số bài tập ví dụ cho phần core power. Rồi, thì cho mỗi cái level như vậy á, thì mình sẽ tập số lượng bài tập như thế nào. Ví dụ như stabilization, mình tập từ 1 đến 4 bài. Đây có số set, số rep, mình cứ theo như vậy để tập. Và các bạn để ý thấy ở cái phase stabilization á, rep khá là cao, 12 đến 20. Để làm cái gì? Để lặp đi lặp lại, tạo cái liên kết thần kinh từ hệ thống thần kinh xuống đến cái phần cơ bắp mình muốn kiểm soát. Nếu mình thực hiện ít rep quá thì nó sẽ khó hình thành được cái liên kết đó. Rồi, đây là cái để mình biết và mình lên trong cái chương trình tập của mình bao nhiêu rep, bao nhiêu set, tập bao lâu chẳng hạn. Rồi một cái nữa, cái bảng trên này, quay lại bảng trên này, bảng trên này tập luyện core có liên quan đến một số yếu tố này. Đây, một số yếu tố trong việc tập core, đó là ví dụ như mình phải đáp ứng được việc tập đủ các mặt phẳng chuyển động. Mặt phẳng chuyển động thì mình có 3 mặt phẳng. Ví dụ như không chỉ tập plank mà mình còn tập cả bài side plank để cho phần core hai bên, hoặc là bài superman chẳng hạn để tập phần lưng dưới, thì mình mới đáp ứng được cả 4 mặt của phần core. Rồi, về rank hoặc là gọi là drum, rank of motion, thì có những bài full drum và những bài cô lập. Dụng cụ để tập thì rất đa dạng, từ cable cho đến những loại banh hoặc là dumbbell, kettlebell. Rồi tư thế thì cũng rất là nhiều tư thế: nằm sấp, nằm ngửa, nằm ngang, khuỷu gối, hoặc là đứng theo kiểu lunges, hoặc là đứng hai chân, hoặc đứng chân trước sau, hoặc đứng một chân. Rồi, và đáp ứng được tốc độ của các bài tập. Tốc độ đây là tốc độ phát lực á, thì theo đúng ba phase như stabilize trước, rồi đến strength, đến power. Thì từng cái phase này có tốc độ phát lực khác nhau. Rồi thời gian của buổi tập liên quan đến core chẳng hạn, rồi tần suất tập đó, tất cả các thứ này thì chúng ta nó đều liên kết để tạo nên một cái bài tập hoàn chỉnh cho phần core.
Rồi, đó là bài về core. Sau khi học xong, chúng ta sẽ đưa vào cái bảng, nếu mà theo cái lịch tập của NSM, thì chúng ta đã đi qua được đánh giá khách hàng, đưa ra mục tiêu, cách khởi động giãn cơ theo flexibility, tập Kaido khởi động, đến phần core, đây, core training. Rồi, đó đây, theo từng bước để đáp ứng được một chương trình tập có hầu như đầy đủ tất cả các thành phần yếu tố của một cái fitness, chứ không phải là tập để sức mạnh hay là không phải tập để body hay là gì hết, mà chỉ là tập cho khỏe và bắt đầu bước vô con đường fitness thôi, khỏe mạnh hơn chẳng hạn vậy. Rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Alo. Không anh ạ. Ok. Không anh ơi. Rồi. Tiếp theo mình đi qua bài balance. Vậy các bạn nghĩ tập balance để làm gì? Để đi thăng bằng trên dây. Để tập siết hay sao? Du, có bao giờ tập balance chưa? Dạ hiện tới giờ chưa anh, nhưng mà em nghĩ nên phải có. Vậy tập balance để làm gì? Dạ tập balance là ví dụ như là để mình giữ thăng bằng tốt hơn, không phải chỉ là trong luyện tập, mà ví dụ như là mình đi cầu thang chẳng hạn, mà mình không tập balance á, mà mình trượt chân á, thì cái mình sẽ bị té ngã nó nhiều hơn. Còn nếu mà mình có tập balance, ví dụ mình trượt chân á, thì cơ thể mình nó sẽ giữ được thăng bằng và mình đứng lại được, mình giữ thăng bằng lại được, mình không có bị ngã xuống. Để, kiểu vậy, theo em là vậy. Theo bạn khác thì như thế nào? Duyên, có tập balance không? Có, Duyên có tập balance nè. Tập balance là tập gì? Nhưng mà Duyên vẫn bị trực chân. Tập balance là tập gì? Giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng bằng bài gì? Tập bài gì để giữ thăng bằng? Mấy cái bài bước chân lên cầu thang bằng một chân nè. Xong rồi bước lên bước xuống vậy nè. Ok. Đó cũng là balance. Nói đi. Anh Phát, cho em hỏi là ví dụ như em deep, quay deep á, thì cái đó có phải là balance không anh? Tại vì em thấy mà nếu mà không tập balance á, thì em quay deep sẽ bị đung đưa á, nhưng mà mình tập thì mình sẽ bị không bị đung đưa nữa, với lại cái tay mình á, khi mà nói đi. Thì ý là khi mà phát lực mà nó giữ được balance, em cảm thấy là em phát lực được chắc hơn, với lại em deep được nhiều hơn, với lại mấy cái bài như là piston squat á, thì nếu mà em balance được em mới làm cái đó được, thì nó không phải là balance không? Bài piston squat thì nó là balance, nhưng bài deep thì nó là bài core, nó liên quan đến core. Tại vì như hồi nãy mình học core stabilization, local với global á, em thử để ý lại lúc mà em deep á, khi em kiểm soát hơi thở tốt hơn thì em tập nó thăng bằng hơn, chứ không phải là cái bài balance. Việc em hít thở và giữ core được ổn định nó sẽ giúp cho việc em thăng bằng tốt hơn. Cũng tương tự như bài leg raise chẳng hạn, em đu lên xà, em kiểm soát được hơi thở theo nhịp tốt hơn thì em sẽ ít đung đưa người, kiểu bị mất cái gọi là cái nhịp độ, cái rhythm của nó. Còn nếu em hít thở được đúng, cái rhythm nó sẽ cứ đều đặn. Và kể cả tập deep cũng vậy, hoặc là tập pull up cũng vậy. Những bài như thế là do cái phần core. Nhắc lại, core giúp cho chúng ta giữ ổn định cho động tác. Và trong cái bài pistol squat chẳng hạn, pistol squat hoặc đơn giản là bài squat bình thường, thì core cũng là cái để giúp cho chúng ta giữ thăng bằng ha. Core cũng là cái giúp mình giữ thăng bằng. Nên cái việc giữ thăng bằng trong một những cái bài đó cũng có liên quan đến core. Nhưng mà ví dụ tại sao pistol squat thì là balance, tại vì anh đứng một chân. Còn ví dụ như của Duyên tập những bài bước lên, bước xuống, bước ngang thì cũng là balance. Nhưng mà vấn đề mình sẽ cùng tìm hiểu. Tại vì balance nó cũng có 3 phase. Để xem thử Duyên đang ở phase nào. Ok. Rồi sau khi học về core thì bây giờ tới balance. Balance không chỉ có trong những cái bài tập
mà nó còn có trong cuộc sống hàng ngày. Cái chuyển động để giữ được balance, ví dụ như chơi bóng rổ hoặc tập luyện trên banh stability ball là những bài tập bình thường, nhưng mà ở cuộc sống, thậm chí là hoạt động bước đi bình thường, bước lên cầu thang, bước xuống cầu thang, thì cũng yêu cầu được cái khả năng giữ thăng bằng của cơ thể. Và đặc biệt cái việc giữ thăng bằng này nó càng quan trọng đối với người lớn tuổi. Tại vì khi lớn tuổi thì bắt đầu hệ thần kinh bị lão hóa, sẽ điều khiển cơ không còn nhạy như lúc trẻ nữa. Và cơ bắp cũng bị dị hóa dần nhiều hơn, dẫn đến cái việc giữ thăng bằng khó hơn. Và khó giữ thăng bằng được dẫn đến dễ bị ngã hơn. Và dễ ngã thì dễ bị chấn thương, dễ bị gãy xương này kia nọ. Đó. Thì tập luyện ba lần kể từ lúc mình còn trẻ sẽ giúp hạn chế được những cái vấn đề đó. Thì ở đây định nghĩa ba lần tức là thực hiện chuyển động hoặc là bất cứ động tác nào đó, chạy chẳng hạn, mà không bị ngã, giúp mình giữ được thăng bằng. Và dynamic balance này nó là việc liên quan đến việc kiểm soát hệ thần kinh cơ. Kiểm soát hệ thần kinh là cái yếu tố quyết định, chứ không phải là cơ mạnh hay yếu. Đó là do khả năng mình kiểm soát bằng hệ thần kinh. Rồi. Thì ở đây tập balance. Balance tức là khi cái khả năng phối hợp của việc co và duỗi cơ, co và duỗi cơ cùng lúc với nhau, nó cân bằng. Việc co và giãn nó cân bằng. Ví dụ như giống như động tác squat chẳng hạn, thì cái việc co ở vần cơ mông khi mình squat xuống thì cơ mông và cơ đùi trước giãn, đúng không? Khi mình squat xuống thì cơ mông đùi trước giãn, thì cùng lúc đó cơ khác phải co, như là hamstring hay là cơ calf, cơ bắp chân, nó phải co lại để nó cân bằng lại với nhau, giữ cho chuyển động được ổn định. Thì tóm lại thì là theo cái mô hình này, đơn giản việc balance tức là kiểm soát được khả năng co và duỗi cơ phối hợp với nhau bằng hệ thần kinh cơ một cách tối ưu. Và từ cái việc co duỗi hợp lý đó thì cũng lại liên quan đến những khái niệm hồi nãy giờ, length tension relationship, được tối ưu được cái hiệu quả của sợi cơ, cũng như là force couple relationship và khả năng chuyển động của khớp joint dynamic. Và từ những cái này dẫn đến hiệu quả thần kinh cơ được tốt hơn. Đó. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến length tension relationship. Mọi cái khái niệm này chúng ta có thể coi lại ở chương 1. Rồi. Tiếp theo. Vậy nếu như không có được cái sự kiểm soát thăng bằng tốt thì nó sẽ bù trừ chuyển động. Khi bù trừ chuyển động thì nó sẽ làm sai hoặc là thay đổi về chiều dài sợi cơ, thay đổi tất cả các thứ nãy giờ mình nói trên, thay đổi về force couple relationship hoặc là thay đổi về chuyển động của khớp, và dẫn đến cái hệ thần kinh của mình học một cái chuyển động sai, không phù hợp, và từ đó dẫn đến cái chuyện thay đổi ở trên chuỗi kinetic chain của mình, kể cả trước và trong khi hoặc là sau lúc tập luyện, dẫn đến cái chất lượng của chuyển động của mình bị kém. Và nó dẫn đến cái chuyện là bị, nó liên quan đến cái việc là bị sai lệch tư thế, cũng làm mất đi ba cái nãy giờ mình nói, như là length tension relationship hoặc là force couple nữa, thì dẫn đến imbalance cơ thể. Imbalance thì cơ thể không có khả năng giữ thăng bằng và phát lực yếu, và dễ nguy cơ chấn thương, không tối ưu cái hiệu quả chuyển động. Rồi. Và từ đó nó làm cho những cái cơ phải bù trừ với nhau chuyển động, thì những cái cơ như cơ chủ vận prime mover nè, nó không còn hoạt động đúng chức năng. Giống như nãy mình có ví dụ là động tác squat nó không còn dùng cơ mông nhiều, hoặc là chạy nó không còn kích hoạt được mông nhiều, mà nó phải dùng cơ đùi sau bù trừ vô bằng cái gọi là synergic dominance, tức là dùng cái cơ đồng vận sử dụng vô để thực hiện cái chuyển động đó, thay vì cái cơ chủ vận. Thì cái cơ đồng vận đó dẫn đến bị overactive, là cơ đùi sau dễ bị chấn thương. Đó. Rồi. Vậy
khi mà tất cả những thứ đó dẫn từ cái sợi cơ, độ dài sợi cơ bị thay đổi, dẫn đến lực phát ra bị thay đổi, dẫn đến khớp thay đổi, thì bị dẫn đến chức năng của khớp bị thay đổi hoặc là rối loạn chức năng của khớp. Thì ở đây nó có, nó ra được cái mô hình này. Khi mà khớp bị thay đổi, chức năng khớp bị rối loạn, bị rối loạn chức năng khớp, vận động của khớp, thì cơ bắp cũng sẽ bị rối loạn theo, từ đó dẫn đến chấn thương. Chấn thương xong rồi swelling, kiểu như là bị bong gân á, bong gân xong lại tiếp tục liên quan đến chuyển động sai lệch tiếp. Như hôm trước cũng có học về cái sơ đồ tuần hoàn của cái việc chấn thương, nó dẫn đến hiệu quả thần kinh cơ bị kém đi, và tương tự nó sẽ liên quan đến những bộ phận khác. Rồi, ở đây ví dụ nè, trường hợp này giống của Duyên nè. Ví dụ như hệ thần kinh điều khiển không tốt, bị thay đổi, central nervous system nè, bị thay đổi kiểu như là cách vận hành cơ bắp sau khi bị chấn thương cổ chân, thì nó làm cái chuyện gì? Nó sẽ dẫn đến cái dây chằng ligament ngay chỗ đầu gối dễ bị chấn thương. Bắt đầu nó dẫn từ dưới cổ chân lên dần ha, nó lên dần đến cái đầu gối. Sau đó nếu mà vẫn duy trì như vậy, khả năng sẽ bị đau lưng dưới. Thì nó nói như vậy để mình biết là đôi khi chỉ do một cái chấn thương ở đầu dưới bàn chân, nó lại làm đau lưng phía trên. Và mọi thứ đều liên với nhau, đều liên kết với nhau, nên chúng ta phải giải quyết từ cái gốc của vấn đề, phải tìm một nguyên nhân của vấn đề để giải quyết. Rồi, thì để thiết kế một chương trình tập ba lần thì nó cũng phải phù hợp theo ba cái phase và theo tăng tiến phù hợp. Thì ở đây chúng ta nó có một cái khái niệm gọi là balance threshold, tức là ngưỡng chịu đựng, cái ngưỡng ngưỡng chịu đựng thăng bằng, tức là cái ngưỡng mà mình có thể giữ được thăng bằng đó. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu từ gì? Theo những cụm từ này nè, floor, tức là đầu tiên tập luyện mà đúng về balance á, mình sẽ đứng ở trên sàn và bắt đầu thay đổi cái bề mặt. Tiếp theo là beam, beam là một khúc gỗ. Dưới này có hình minh họa dễ nhìn hơn. Beam. Để kiếm hình. Đây. Đầu tiên là mình đứng ở trên cái sàn để tập balance. Sau đó mình đứng trên balance beam. Đây, balance beam này, là cái khúc gỗ này. Để tạo cho mất thăng bằng, nhưng thật ra nó vẫn thăng bằng hơn, nhưng chỉ là không thăng bằng bằng cái sàn thôi. Xong sau đó mình đứng trên một nửa cái foam roll nè. Nước ngoài nó sẽ có những cái thứ như vậy để tập luyện balance. Rồi tiếp theo là một cái bề mặt gọi là mặt xốp. Thì mình nhìn có thể nhìn đây, mặt xốp đây, foam pad, hoặc là cuối cùng là balance disc, là cái cuối cùng có thể như là một cái đệm nước đứng lên để tập luyện balance. Thì đây là cái progression, cái tăng tiến dần từ mức độ dễ đến khó khi mà tập luyện balance. Vậy nhìn cái này, các bạn hãy liên tưởng đến chuyện tại sao không nên mang giày running shoes, không nên mang running shoes để tập squat. Hợp lý không? Tại vì khi tập squat mà mang running shoes, tương tự như mình chưa tập cái phase đầu tiên này mà mình đã đến cái phase này, tại vì cái đế đệm của nó là bằng xốp. Đây là lý do mình giải thích và mình tập luyện cho nó đúng theo từng phase. Và mình sẽ không dùng giày chạy bộ để tập squat. Ok. Có ai thắc mắc gì không? Duyên. Hello. Dạ, Duyên không có thắc mắc gì. Ok. Nên sẽ lại có Duyên. Rồi. Plyometric. Rồi balance ảnh hưởng như thế nào đến những cái chấn thương? Thì không có khả năng kiểm soát được khả năng thăng bằng thì nguy cơ chấn thương cao hơn, còn kiểm soát được khả năng balance tốt thì hạn chế được chấn thương. Từ đó nên đưa chương trình tập balance vào trong cái chương trình tập chính thức của mình. Và cái việc tập balance này, người ta nói ở đây lưu ý nè, chỉ cần 10 phút mỗi ngày 3 hoặc 4 lần một tuần là đã có thể cải thiện được khả năng tập, khả năng balance của cơ thể rồi. Rồi, vậy thiết kế chương trình tập balance phải đáp ứng những yêu cầu gì
Đầu tiên là an toàn. An toàn trước. Rồi tăng tiến như thế nào? Từ dễ đến khó. Từ đơn giản đến phức tạp. Từ thăng bằng ổn định cho đến mất thăng bằng, mất ổn định. Từ cố định, giống như static. Static hôm trước mình học static stress là những cái ổn định, cố định. Đến dynamic là những cái chuyển động. Từ chậm đến nhanh. Đây là lý do tại sao nói là Duyên đừng có nhảy nữa, mà chỉ nên bước hoặc đứng yên, tập lên chia chẳng hạn, hoặc là như squat chẳng hạn. Đó, hạn chế nhảy để giảm cái intent lại. Rồi từ hai tay hoặc là hai chân giảm xuống thành một tay, một chân để tăng tiến dần cái độ khó. Rồi cái này hơi độc đáo nè. Tập luyện 3 lần bằng cách mở mắt, sau đó nhắm mắt. Thử hôm nào đứng một chân, mở mắt xong đứng một chân nhắm mắt, cũng là một cách tập luyện 3 lần để mình kiểm soát hệ thần kinh tốt hơn. Rồi từ những bài tập biết, rồi đến những bài tập mình không biết. Thì ở đây những dụng cụ hồi nãy mình có nhìn theo hình ở dưới rồi. Từ mặt sàn đến balance beam, đến balance disc đây, và đến bosu bo. Bosu là cái banh một nửa trái bóng á. Và đáp ứng luôn cả các mặt phẳng, đủ ba mặt phẳng ha, ba mặt phẳng chuyển động. Rồi. Và cái cuối cùng trong cái bản này đó là chúng ta sẽ tập luyện ví dụ hai chân ở trên một cái mặt phẳng thăng bằng, xong tăng tiến lên là một chân nhưng ở trên mặt phẳng thăng bằng, xong sau đó khó hơn thì là hai chân nhưng ở trên mặt phẳng không thăng bằng, và cuối cùng là một chân trên một mặt phẳng không thăng bằng luôn. Đây là cái tăng tiến của nó. Nếu bạn nào thi nhớ thuộc mấy cái này nha, phải thuộc hết mấy cái bảng để biết thứ tự đánh dấu. Rồi đó, level balance thì cũng có 3 phase. Mình cũng theo phase stabilize trước. Đơn giản thôi, đứng giơ một chân và giữ. Đó là phase stabilize. Duyên chắc chưa tập mấy bài này đúng không? Duyên. Có nha. Có hả? Ok. Rồi đứng bám ngón chân xuống, nhấc một chân lên và giữ 5 đến 20 giây. Đây, nó có thời gian hướng dẫn cách thực hiện nè. 5 đến 20 giây để giữ thăng bằng cơ thể. Trong suốt quá trình này, kỹ thuật chúng ta phải gồng cơ mông, giữ thăng bằng và kiểm soát hơi thở. Rồi khó hơn, có thể thực hiện những bài như này, nhưng mà đang cũng ở cái phase stabilize ha, là single leg balance twist, tức là giữ một chân thăng bằng và một chân còn lại chạm 3 điểm khác nhau trên 3 mặt phẳng để mình đáp ứng được 3 cái mặt phẳng chuyển động. Đó, các bước thực hiện có ghi trong này hết rồi. Tức là cũng giống như core, mình không chuyển động gì hết, mình chỉ đứng yên một chỗ và mình cái chân mà mình đang tập balance á, mình không chuyển động, mình chỉ di chuyển những cái xung quanh thôi. Rồi. Như đây, đứng giơ một chân rồi mở hông ra. Cũng là tập balance. Đó, mình có thể kết hợp vào chương trình tập luyện để phục hồi cái chấn thương của mình. Rồi sau đó đây cũng là giữ một chân, chỉ di chuyển vào thân trên để giữ thăng bằng. Đây cũng vậy. Xong tiếp theo là đến strength. Thì nó có những cái gì như là squat, squat touchdown, single leg squat chẳng hạn. Single leg squat đó thì bắt đầu nó có chuyển động trên cái chân mà mình đang giữ thăng bằng. Đó, squat xuống chạm đất, chạm mũi chân, hoặc là hip hinge, deadlift, deadlift đứng trên một chân. Đấy. Đây là cách thực hiện các bài tập của strength. Hoặc là step up chẳng hạn. Đó. Thì như nãy Duyên nói, Duyên tập step bước lên, bước xuống, bước qua, bước lại thì nó đang ở cái phase strength này. Thì có thể mình tạm thời ngưng cái phase strength lại để mình quay lại cái phase stabilize 3 đến 4 lần một tuần. Sau đó thì mình mới tăng lên cái phase này, có thể nó sẽ ok hơn. Cứ thử. Đó, thì ở đây có bước lên phía trước, bước ngang và xoay mặt bước để đáp ứng được cái điều kiện là ba mặt phẳng chuyển động đều được thực hiện và cổ chân của mình thích nghi được với các chuyển động đa chiều khác nhau. Rồi, sau khi tập strength, bước lên bước xuống, bước ở dưới, side lunges chẳng hạn, đây, hoặc là bước lunges theo kiểu xoay người thì mới đến power. Power tức là nhảy một chân.
Ví dụ đang đứng chân trái, co chân phải thì đột đột ngột nhảy ngược chân phải xuống và co chân trái lên. Đó thì tác động lực mạnh hơn. Hoặc là nhảy qua trái qua phải và co một chân để tập luyện balance. Nhưng mà lưu ý ở đây, khi mà nhảy và giữ thăng bằng á, chúng ta phải giữ 3 đến 5 giây để cho cái hệ thần kinh nó làm việc để đạt hiệu quả tối ưu. Đây, đây là những bài tập power, balance power. Ok. Đó là bài balance. Có ai thắc mắc gì không? Phần lên chương trình tập cũng tương tự như phần core và mình đưa nó vào cái bảng này và những cái thông số đây để mình lên chương trình tập. Mọi người thắc mắc gì không?